Nhận định Senegal với Tunisia 23:00 ngày 14 tháng 7, bán kết CAN Cup 2019, sân 30 June. Dù không được đánh giá cao nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng gây khó dễ của Tunisia trước Senegal ở trận đấu tới đây. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Mặc dù gặp phải đôi chút khó khăn khi đụng độ Benin ở trận tứ kết vừa qua, thế nhưng với bản lĩnh cùng đẳng cấp cao hơn, Senegal vẫn có được chiến thắng 1-0 qua đó giành vé vào bán kết. Ở vòng đấu này, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Aliou Cissé đã được xác định, đó là Tunisia. Đội bóng đã có chiến thắng tưng bừng tới 3-0 trước đối thủ yếu hơn nhiều là Madagascar ở tứ kết. Bước vào vòng đấu này, lẽ dĩ nhiên cả bốn cái tên góp mặt đều là những đội bóng ưu tú nhất. Chính vì thế sẽ không có chuyện ai được phép xem thường ai, đặc biệt là khi bản thân các đội cũng chưa thực sự cho thấy sức mạnh quá vượt trội của mình. Với Senegal ở trận đấu tới đây cũng vậy, dù được đánh giá cao hơn nhưng vẫn cần có sự tôn trọng đặc biệt cho đối thủ. Trên thực tế thì với những người lạc quan, hoàn toàn có thể tin tưởng vào mùng một kết quả có lợi cho sư tử Teranga ở trận bán kết tới đây sau những gì mà đội bóng này thể hiện từ đầu giải đấu lần này. Cụ thể, sau 5 trận đấu đã qua, ngoại trừ trận thua 0-1 ở vòng bảng trước Algeria thì thầy trò huấn luyện viên Aliou Cissé đã thắng cả 4 trận còn lại. Hơn nữa, xét về lực lượng, Senegal hoàn toàn tỏ ra vượt trội so với đại diện Bắc Phi khi đang sở hữu trong đội hình nhiều cái tên sáng giá như Mbaye Niang, Keita Văn, Chikou Kouyat, Kalidou Koulibaly hay nổi bật nhất là Sadio Mane. Trong khi Tunisia dù cũng có nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài nhưng không có cái tên nào trội hẳn lên. Không những thế, nếu xét về thành tích thi đấu từ đầu giải đến nay, Tunisia rõ ràng đang không tạo ra sự yên tâm với giới đầu tư. Cụ thể họ đã hòa cả 3 trận vòng bảng. Ở vòng 1/8 họ cũng hòa 1-1 sau đó thắng luân lưu 11m trước Ghana. Chỉ có ở tứ kết vừa rồi, chiến thắng 3-0 trước Madagascar mới là thắng lợi trọn vẹn đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Alain. Cũng chính vì những lý do đó mà ở cuộc đụng độ tại bán kết tới đây, Senegal đang được đánh giá khá tích cực và được niêm yết ở tỷ lệ âm 1/2 cùng thang điểm phân không quá chênh lệch. Rõ ràng, với những yếu tố đã đề cập đến ở trên từ chất lượng đội hình đến bản thể thể hiện từ đầu giải đến nay, việc sư tử Teranga được đánh giá cao hơn và niêm yết ở mức tỷ lệ như vậy không có gì phải bàn cãi. Thậm chí nếu so với lần đụng độ cách đây 2 năm ở vòng bảng CAN Cup 2017 tổ chức tại Gabon, Senegal cũng chỉ được niêm yết ở tỷ lệ âm 1/4. Chính thế, có thể nhận thấy những sự kỳ vọng lớn từ giới điều khiển thị trường với sư tử Teranga ở trận đấu tới đây. Tuy nhiên, ưu thế là vậy nhưng để chiến thắng được trước Tunisia lại không phải điều dễ dàng. Cần biết rằng, từ đầu giải đến nay, Tunisia dù không chơi ấn tượng nhưng khi chơi ở thế cửa dưới đội bóng này luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, kết quả đối đầu gần đây cũng đang có xu hướng ủng hộ cho thầy trò huấn luyện viên Alain. Vì vậy, dù không được đánh giá cao nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng gây khó dễ của Tunisia trước Senegal ở trận đấu tới đây. Trong một diễn biến khác, với mốc tổng bàn thắng chỉ được niêm yết ở mức 2 hòa cùng điểm ăn thấp hơn cho cửa xỉu, kịch bản tương bừng bàn thắng đang không được đánh giá cao ở trận đấu sắp tới, đặc biệt khi đây lại là trận bán kết có tính chất quan trọng cũng như việc cả hai đội đều đang sở hữu hàng thủ khá chắc chắn ở giải đấu lần này. Vì thế, nốc dưới sẽ là lựa chọn đáng tin cậy hơn ở hoàn cảnh này.